Tới cuối giờ chiều ngày 25 tháng 5, hiện trường vụ đầu xe kéo làm rơi hàng trăm thùng sơn trên quốc lộ 1 mới được giải quyết xong, ùn ứ giao thông vẫn kéo dài. Diễn biến vụ việc cho thấy, khoảng 13 giờ 30 phút chiều cùng ngày, xe đầu kéo biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh chở theo hàng trăm thùng sơn chạy trên quốc lộ 1 hướng quận 12 đến quận Thủ Đức. Khi gần đến giao lộ với đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ bị đứt dây buộc, làm cho các thùng sơn đổ xuống đường. Sự cố làm cho nước sơn chảy tràn lan trên quốc lộ 1, làm cho các phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu nhanh chóng có mặt điều tiết, phân luồng giao thông. Do lượng sơn đổ ra đường quá nhiều, quá trình khắc phục sự cố diễn ra rất khó khăn, làm cho quốc lộ 1 ùn tắc gần 4 km. Ước tính có khoảng 200 thùng sơn đã bị hư hỏng hoàn toàn.